Alo. Em ra đây gặp anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Em đã nói chuyện với anh xong hết rồi mà. Còn gì để nói nữa đâu. Em có đi tới họp báo không? Thanh Vân đã nói hết mọi chuyện rồi. Em không muốn nhìn anh đứng bên cạnh người khác. Nhưng mà trong hai người cũng đẹp đôi. Anh với Thanh Vân sẽ không bao giờ có chuyện gì hết. Sẽ không bao giờ có chuyện cưới hỏi gì hết. Anh quyết định được hả? Thanh Vân góp vốn được thì rút ra được. Anh còn phải có trách nhiệm với Nam Thiên nữa. Chúng ta chia tay thôi. Em hy vọng là anh đối xử tốt với sự lựa chọn của mình. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Không níu kéo anh nữa đâu. Em sắp đi. Trôi qua vội vàng, từ nơi đâu gió mênh mang, một lần dừng chân. Em sắp đi ngủ rồi. Hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh, rồi buồn lời xót xa, không nghe. Tìm nơi đâu yên bình, vì tình yêu với danh vọng quá vô tình. Đánh mất tình yêu, trôi theo giấc mơ dài, vì ai tham vọng nơi đỉnh cao. Đúng là không thoát khỏi định mệnh mà. Nam Thiên phải nhờ đàn bà giúp sức. Người yêu cũ của thằng Thiên quay về đúng lúc thiệt, làm hỏng hết kế hoạch của mình. Hải Yến với thằng Thiên sao rồi không biết nữa. Nó chịu để yên chuyện này sao? Mấy tháng qua mình khóc chắc bằng cả 26 năm cuộc đời cộng lại quá. Hải Yến, con qua đây bà hỏi chuyện chút. Có chuyện gì vậy ba? Chuyện thằng Thiên với cô Thanh Vân gì đó. Có tin đồn là sắp cưới rồi phải không con? À, rồi còn tổ chức họp báo công bố nhà đầu tư mới gì ở Đà Nẵng nữa. Con chịu để yên sao? Con với anh Thiên chia tay rồi mà. Ảnh có quen ai hay là cưới ai là quyền của ảnh. Con có là gì đâu mà can thiệp ba. Sao con còn đeo nhẫn của nó? À, chắc là giận dỗi nhau chứ gì. Chuyện tình cảm mà, đâu phải nói chia là chia đâu con, đúng không? Ba không nhắc con cũng quên luôn á. Con quên trả lại chiếc nhẫn cho ảnh rồi. À, mà người ta giàu như vậy mà, sắp tới còn lấy con gái của tập đoàn lớn từ Mỹ nữa. Ba mấy cái nhẫn cỏn con này chắc không thèm đòi lại đâu ha ba. Thôi con đi làm nha ba. Với lại mấy cái chuyện mà con với anh Thiên chia tay á, ba đừng có nhắc nữa. Như vậy con sẽ buồn á. À, vậy thôi con đi làm đi. Dạ, con đi làm nha ba. Mình cũng tính kêu nó phối hợp giúp mình giữ chân thằng Thiên. Nó lại dội cho mình một gáo nước lạnh. Nam Thiên này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà. Mình phải nghĩ cách khác thôi. À, thằng Khôi này nó còn trò gì muốn thể hiện nữa không ta? Ủa, anh hai, đi đâu về sớm vậy? Hay là đi chơi cả đêm giờ mới về? Họ không trả lời gì hết trơn. Thì ghét. Ba thấy con với lại Thanh Vân ở buổi họp báo rất là đẹp đôi. Hiệu ứng của buổi họp báo rất là tốt. Nam Thiên của mình coi như đã được cứu một bàn thua trông thấy.
Ánh Tuyết đợt này làm việc rất hiệu quả. Ba hy vọng là bà nội con sẽ hài lòng. Thiên nè, con coi xem xét đám cưới sớm với lại Thanh Vân đi, thì Nam Thiên của mình mới được bền vững. Anh đã nói với bộ phận hành chính chuẩn bị cho em hết rồi. Anh hy vọng rằng sau chuyến tu nghiệp này em sẽ trưởng thành hơn về chuyên môn. Sau khi trở về nước thì em trau dồi và truyền tải lại kiến thức mình đã học được cho các bạn bè đồng nghiệp trong tòa soạn. Anh tin là quyết định của em là đúng đắn. Dạ, anh cho em cơ hội để thể hiện như vậy thì làm sao em dám từ chối ạ? Thực ra một năm trôi qua rất là nhanh. Và anh tin rằng nhiều khi em học xong một năm này em còn thích và muốn ở lại học thêm nữa thì sao? Dạ. Thôi, được rồi, anh về phòng nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Đi học thêm nữa hả? Cũng hay á. Nhớ đừng là cơn gió phiêu du, nguyện lòng mình giữ yêu thương dù mong manh thoáng giây. Tại sao mình lại nhớ cô ấy tới như vậy? Dòng đời trôi qua vội vàng, tìm nơi đâu gió miên man một lần dừng chân. Giữa hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh rồi buồn nơi xót xa. Không nghe tìm nơi đâu yên bình, vì tình yêu vẫn danh vọng quá vô tình. Đánh mất tình yêu trôi theo giấc mơ dài, vì ai tham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ chân phương, xóa tan lỗi lầm khổ đau cho sau bao tổn thương. Ngàn đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ chân phương, xóa tan lỗi lầm khổ đau trốn sau bao tổn thương. Ngàn đắng nước mắt trong đời anh bao khát khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Cảm ơn anh đã qua phụ em. Chứ mỗi lần thay ra là em cứ bị lây hoay hoài à. Sao không kêu người ta làm luôn? Em sợ là người ta không cẩn thận, làm mạnh tay thì mẹ lại đau. Uống miếng nước đi, chắc là mệt rồi đúng không? Mồ hôi nhễ nhại hết rồi cả. Xin lỗi, chỉ là thói quen thôi. Cô nên tập bỏ thói quen đó đi. Đừng nuôi hy vọng tái hợp. Khi nào mẹ của cô tỉnh dậy, tôi lập tức ly hôn. Anh đừng có nói chuyện này ở đây được không? Lỡ mẹ nghe thấy rồi sao? Mẹ đang hôn mê làm sao mà nghe được. Tôi vì thương mẹ đã chăm sóc lúc mà tôi còn mồ côi từ nhỏ, cho nên mới qua phụ cô.
cô đừng nghĩ gì tình xưa nghĩa cũ, rồi tôi bỏ qua những gì cô đã làm. Chỉ là mẹ của cô không chịu đi. Anh thích giày dò để cho tôi đau khổ đến như vậy sao? Nam Thiên tổ chức họp báo, chắc là anh biết mà đúng không? Vậy là coi như kế hoạch hoàn hảo của anh lấy lòng ông Hà thất bại rồi. Nếu như không có người tên Thanh Vân thì công ty Nam Thiên của nhà cô chết chắc. Chuyện gì cũng có lý do của nó hết. Hận thù và yêu thương cũng chỉ là một dòng lẩn quẩn không có lối thoát. Chẳng lẽ anh còn nghĩ tới chuyện tái hợp sao? Đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới cô? Vậy nếu như mà bây giờ tôi nói với ông Hà về thân phận thật của anh, và tôi nói với Nam Thiên anh chính là người đã cùng với ông Hà tung chuyện quy hoạch hại Nam Thiên mất hết các nguồn đầu tư, anh sẽ mất tất cả. Cô dám? Tại sao tôi lại không dám? Tôi dù sao bây giờ cũng đã có vị trí ở Nam Thiên. Chuyện vừa rồi cũng có công của tôi không nhỏ mà. Nếu như mà bây giờ tôi tố cáo anh, chẳng phải rất là lợi cho tôi sao? Tôi lại càng có niềm tin ở bên đó hơn. Được, tôi sẽ nói với bà Minh về tất cả âm mưu của cô và mẹ cô. Anh cứ nói. Bởi vì khi tôi bước chân vào Nam Thiên, họ vốn dĩ đã nghĩ tôi như vậy rồi. Bây giờ cho dù tôi không muốn thì họ cũng nghĩ tôi như vậy thôi. Chỉ là họ không đoán được tôi sẽ làm như thế nào thôi. Làm sao đoán được? Ngay cả con ruột của mình cô còn dám giết để giữ chân một người đàn ông mà. Anh, tôi nói không đúng sao? Tôi chỉ muốn... Tại sao vậy? Tôi và anh chẳng phải là hai người rất hiểu nhau hay sao? Tại sao mình cứ làm khổ nhau như vậy chứ? Tình yêu của tôi dành cho cô đã chết từ lúc cô giết hại con của chúng ta. Cô đừng suy nghĩ cách để giữ chân một người đàn ông khi họ không muốn. Tôi có chết thì cũng chết một mình, không muốn cô đi theo. Anh ta làm gì mà lại nghĩ tới chuyện sống chết chứ? Đừng có làm như vậy nữa. Tụi mình đã chia tay rồi mà. Anh biết là chuyện Thanh Vân làm cho em khó xử lắm. Nhưng mà Thanh Vân bỏ vốn vô dự án ở Đà Nẵng, nhờ cổ mà bây giờ Nam Thiên cũng ổn định rồi. Còn chuyện anh với cổ kết hôn là chuyện không bao giờ xảy ra. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn gặp trực tiếp anh để nói dứt khoát một lần. Anh đừng có nuôi hy vọng nữa. Em cũng sẽ không có chờ đợi gì đâu. Anh phải nói với em bao nhiêu lần em mới hiểu vậy? Người anh yêu là em, người anh muốn cưới là em. Còn giữa anh với Thanh Vân chỉ là chuyện công việc, chỉ là công việc thôi, em hiểu không? Còn nếu như hai người kết hôn nhau thật thì đó cũng chỉ là công việc, là hợp tác hả? Xong rồi lúc đó em như thế nào?
em trở thành người thứ ba trong bóng tối. Anh muốn giống như bà của anh, làm khổ hai người phụ nữ một lúc thì anh mới chịu hả? Bây giờ anh nói đi, anh chọn em hay là Thanh Vân? Yến à, em hiểu cho anh một tí được không vậy? Bây giờ trong lúc này anh không thể quyết định được. Đó là vấn đề của anh đó. Anh không có chọn lựa được. Thôi được rồi, sắp tới em cũng đi tu nghiệp ở nước ngoài, đó là cơ hội để anh quên em và bắt đầu cuộc sống mới với Thanh Vân, gây dựng lại Nam Thiên. Yến à, anh xin em đó, em đừng có như vậy được không? Anh biết là em còn yêu anh mà. Em còn đeo nhẫn của anh là em còn yêu anh đúng không? Nè, em trả lại cho anh đó. Từ nay không ai nợ ai hết. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, đi đâu vậy kìa? Bà đang ở đâu vậy? Hả? Mới sáng sớm mà đi đâu? Không chuẩn bị đồ ăn cho tôi gì hết. Tôi đi tìm thằng Tùng về. Ông với con Yến ở nhà tự lo đi. Con biết mẹ con đi đâu không? Bà nói là đi tìm thằng Tùng nữa. Con đi du lịch vài ngày, mẹ chắc chỉ đi lên quanh tìm kiếm rồi về thôi. Mẹ có đi ra ngoài nhiều đâu mà ba lo. Ba chờ mẹ về nha. Cái nhà này không ai coi tôi ra gì hết. Ai muốn đi là đi à. Gió phiêu xuống quyền lòng mình giữ yêu thương, dù mong manh thoáng dày giữa dòng đời trôi qua vội vàng, từ nơi đâu gió mênh mang biết em sẽ tới đây một lần dừng chân giữa hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh rồi buồn lời xót xa không nghe tìm nơi đâu yên bình. Vì tình yêu với danh vọng quá vô tình, đánh mất tình yêu trôi theo giấc mơ dài. Vì ai tham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ chân phương, xóa tan lỗi lầm khổ đau, cho sau bao tổn thương. Ngàn đắng ngấn mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không bao như gió
còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Cô. Ủa? Anh Thiên có nhà không cô? Thiên tối hôm qua hình như là nó không có về, mà chắc là bận công việc hay gì đó nên ngủ lại ở công ty luôn rồi. Con có gọi đến công ty rồi, ảnh không có ở công ty. Thật ra thì tối hôm qua tới giờ con gọi cho ảnh nhiều cuộc lắm, ảnh cũng không nghe máy nữa. Bây giờ con với ảnh phải bay đi Đà Nẵng, ảnh không nghe điện thoại của con mà ảnh cũng không đến luôn nữa. Chết, nếu mà là chuyện công việc á thì nó không có tùy tiện như vậy đâu. Nè, con gọi cho thằng Xuân Phong chưa? Thật ra thì hai người đó đang giận nhau, con nghĩ là ảnh không nói chuyện với Phong đâu. Con cứ gọi đi, nó là cái đứa hiểu Hoàng Thiên nhất, biết đâu mình dò ra thì sao. Dạ. Sẽ thật hạnh phúc. Yến à, anh xin lỗi. Chuyện tối qua anh sẽ chịu trách nhiệm. Em đừng có đi được không? Được yêu anh, em không còn gì phải hối tiếc nữa. Hy vọng là lúc em về, em sẽ thấy anh thật là hạnh phúc. Bác gái, Thanh Vân. Bác gái gọi con qua có chuyện gì gấp không? Bộ nói chuyện qua điện thoại không được sao? Con ngại gặp Hoàng Thiên ở nhà. Nè, con biết thằng Thiên nó đi đâu không? Cả đêm hôm qua nó không về nhà, mà cũng không có ở công ty nữa. Gọi điện thì nó không bắt máy. Bác lo quá à, không biết là có chuyện gì với nó không? Cô à, có khi nào anh Thiên với Hải Yến hai người đó bỏ trốn không cô? Hoàng Thiên không làm chuyện đó đâu. Mà Hải Yến, cô ấy chuẩn bị đi học, có khi nào... Anh nói Long cái Hải gì? Hoàng Thiên Long Hải để ôm lại. Anh nói cái gì? Anh nói là Hải Yến cổ, cổ chuẩn bị đi đâu? À... Không lẽ bây giờ hai người đó đang ở Long Hải để ôm lại chuyện xưa hả? À, Hải Yến cô ấy... Hoàng Thiên chỉ đi Long Hải để cho khuây khỏa thôi, không có gì đâu. Trong khi đó là ảnh hẹn con đi Đà Nẵng, mà bây giờ ảnh bỏ con ở đây. Thanh Vân, con đừng quá xúc động như vậy, sức khỏe của con không tốt đâu. Không được, con phải đi tìm anh ấy. Thanh Vân. Thanh Vân, Thanh Vân, cô
con đi đâu vậy? Bác gái. Thanh Vân. Bác gái. Chuyện yêu đương thật rắc rối. Không lẽ Hoàng Thiên dám bất chấp tất cả sao? Con bình tĩnh đi. Thằng Thiên nó không có ngoài Long Hải đâu. Linh cảm của con luôn đúng. Con chắc chắn là hai người đó đang ở với nhau. Cô ta dám phản bội con, dám cãi lời của con, con sẽ cho cô ta hối hận. Anh nghe. Anh có phải người nhà của cô Vân không ạ? Anh là ai vậy? Cô Vân bị tai nạn rất nặng, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tôi dùng điện thoại của cô ấy để tìm người thân. Đúng rồi, tôi là người nhà của cô Vân. Anh cho tôi biết Vân đang nằm bệnh viện nào. Ý. Cái chuyện gì vậy anh? Thanh Vân bị tai nạn trên đường xuống đây. Người ta đưa cô về thành phố rồi. Người ta nói là trên xe còn có người phụ nữ nữa. Anh lo đó là mẹ anh. Chị để em về cùng anh nha. Ba. Mẹ sao rồi ba? Tại sao mẹ con với Thanh Vân lại đi Long Hải? Tụi con có lịch đi Đà Nẵng mà. Chắc là mẹ đi tìm con. Ba. Cái tính tùy tiện của con làm khổ biết bao nhiêu người rồi. À, tại sao vậy? Ba đừng nói thứ hai mà ba. Bình tĩnh lại bác Nam. Đáng lẽ tôi nên cản cô ấy lại. Mẹ ơi, mẹ đừng có sao nha mẹ. Tình hình sao rồi bác sĩ? Chúng tôi đã cầm máu và khâu lại vết thương. Bệnh nhân đang hôn mê, cần phải được theo dõi và điều trị. Cô gái tuy nhẹ hơn nhưng mất máu nhiều. Cổ thuộc nhóm máu hiếm, nhóm máu O RH. Chúng tôi đã liên hệ bệnh viện để tìm máu vì nguồn dự trữ máu đang thiếu trầm trọng sau dịch bệnh. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ. Mẹ ơi, con tới đây làm chi vậy? Nhà có chuyện, con phải tới liền chứ. Ba, chuyện của Thanh Vân tuyệt đối không để lộ ra ngoài nha ba. Chuyện này hai đứa tụi con không nên cho bà nội biết nghe chưa? Dạ bác Nam. Bác sĩ, bác sĩ. Có gì không con? Dạ, tôi cũng là nhóm máu O RH trừ, tôi có thể cho máu được. Được, cô đi theo tôi để tiến hành các thủ tục xét nghiệm cần thiết. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mời con. Dạ. Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ. Mẹ tính lại với con nha mẹ. Anh hai, anh đừng có tự trách mình nữa. Đây là chuyện không ai muốn mà. Chị Thanh Vân đã được truyền máu rồi. Chị đã tỉnh lại và đang tìm anh đó. Anh sang với chị đi. Em ở đây coi mẹ cho.
Anh Thiên, em thấy trong người sao rồi? Anh Thiên, cô có sao không anh? Em lo cho sức khỏe của em trước đi. Em mới vừa tỉnh lại mà. Mẹ, mẹ sẽ không sao đâu. Em xin lỗi, là tại em quá kích động. Em tưởng đâu là anh đi với Hải Yến bỏ em. Xin lỗi anh. Không phải lo tại em đâu. Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất. Em ráng nghỉ ngơi cho khỏe lại. Em mệt lắm rồi. Em ngủ một giấc đi. Cho mẹ và Thanh Vân nha. Chắc em sẽ không ghé thăm mọi người được. Chúc mẹ anh và cô ấy mau khỏe. Em về nhớ bổ sung thuốc sắt theo câu của bác sĩ và ăn nhiều thịt bò nha. Dạ, em cảm ơn chị. Giờ em thấy trong người sao rồi? Em thấy ổn mà. Em vừa lấy máu nhiều lắm, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Dạ, nhưng mà bây giờ em có công việc phải đi gấp rồi. Nếu mà có ai hỏi là ai là người cho máu, chị đừng có nói tên em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Chào chị em về. Tôi nghe đây. Tôi điện báo cho ông biết Thanh Vân đã tỉnh lại. Còn Thiên ấy, thì đang như ngồi trên đống lửa. Bà Lễ Bình thì sao? À, bà ấy vẫn đang hôn mê. Ông theo dõi sát hai người đó cho tôi. Ông ta dặn tôi á là hãy giấu kín thông tin, ngay cả với bà Minh luôn. Ông ta muốn giấu á thì mình càng cho nhiều người biết thì mới thú vị chứ. À mà tôi nghĩ người biết đầu tiên chính là bà đó ha. Sao cái gì mà kêu điện thoại hoài mà không ai bắt máy là sao vậy ta? Alo? Hả? Alo? Gì vậy? Gì mà nhà mà không ai bắt máy điện thoại? Kỳ cục kìa trời. Kỳ vậy? Quanh Phong, tại sao mà gọi điện thoại cho ông Thiên không được, rồi gọi cho mẹ con cũng không được, làm sao vậy? Hả? Dạ nội, Hoàng Thiên chắc đang bận công việc riêng đó nội. Chắc là đang trên đường về. Ủa rồi con mẹ con sao? Lúc nào gọi là mẹ con cũng trả lời á. Không bao giờ mà nó đi đâu nó không báo cho nội biết hết á. Ủa? Ủa sao cái có người gọi mà số lạ cái. Alo? Con dâu và cháu dâu tương lai của bà bị tai nạn rất nặng. Con cháu bà đang hôn mê. Mọi người chưa nói với bà sao? Nội! 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 Ba ơi. Bà nội ngủ rồi hả con? Dạ. Sau khi bác sĩ khám xong thì nội ngủ rồi ba. Bác sĩ nói là nội do bị xúc động mạnh cho nên mới ngất xỉu. Nhưng mà nội giận lắm. Nội giận vì mình giấu nội cái chuyện của mẹ. Rồi bà nội có biết là mẹ con chưa tỉnh không? Con nghĩ là nội biết rồi cho nên mới xúc động mạnh như vậy. Con đã gọi lại cho số điện thoại gọi cho nội, nhưng mà đó là sim rác và bị hủy rồi. Ai mà làm chuyện thất nhân thất đức như vậy? Lỡ nội có chuyện gì thì sao? Chắc chắn là kẻ muốn phá hoại Nam Thiên. Thôi con về phòng đi, nhớ để ý chăm sóc bà nội giúp ba. Dạ con biết rồi.
Ba nghỉ ngơi sớm nha ba. Dạ, con nghe đây ba. Con ráng kiểm soát tin tức ở bên ngoài nha. Có người gọi điện báo tin cho bà nội biết là bà nội ngất xỉu rồi đó. Vậy hả ba? Rồi bà nội có sao không ba? Cũng may là không sao. Nhưng mà bác sĩ nói là tránh để bà nội xúc động mạnh. Dạ, con sẽ cố gắng kiểm soát. Trời cũng giúp mẹ con mình rồi mẹ ơi. Người mẹ tuyên chiến bây giờ cũng bị hôn mê, không biết sống chết ra sao. Giờ thì họ đã hiểu được cảm giác của con như thế nào khi nhìn thấy mẹ phải nằm ở đây như vậy. Con đã định gọi cho bà nội để xem phản ứng của bà ấy như thế nào, nhưng không ngờ đã có kẻ khác làm trước con rồi mẹ. Nhưng mà bà nội đúng là mệnh lớn, chỉ bị xúc động rồi ngất đi thôi. Bà ta phải nằm im một chỗ để hiểu được nỗi đau của mẹ như thế nào, đúng không mẹ? Và bà ấy sẽ không có cơ hội để hất hủi con và xen vào chuyện ba mẹ nữa, đúng không mẹ? Cơm đi, tôi mang cho ông đó. Chứ hoài giờ không có ăn gì đâu. Tôi không đói. Chuyện gì không em? Anh sao rồi? Sao không chịu ăn uống gì hết vậy? Anh phải giữ gìn sức khỏe thì mới lo cho mẹ và Nam Thiên được. Phải mạnh mẽ lên, đừng nhập vặt mình nữa. Anh biết rồi. Anh gọi em sao nha. Đưa cơm đây. Nè, hai người đúng là biết thử thách anh. Em thì nằm đây, còn Bình thì cũng phải nằm một chỗ. Hai người giận anh hay sao? Làm ơn nói chuyện với anh đi. Cho ba đi con. Ban ngày thì ba phải vào thăm dì, đêm thì phải qua thăm mẹ. Ba giống như là một con thoi vậy đó. Còn chưa kể ba phải bận nhiều việc ở công ty nữa. Ba là nguồn cơn của sự việc. Ba phải trả giá thôi con. Nhưng mà ba ơi, con đang lo chuyện tai nạn của Thanh Vân bị lọt ra ngoài. Cô ta là đối tác quan trọng. Nếu như mà có chuyện gì
mình sẽ khó ăn nói với công ty bên đó, rồi Nam Thiên của mình sẽ bị ảnh hưởng đó ba. Ba sẽ tìm cho bằng được kẻ nào dám gọi điện cho bà nội con. Cũng may là bà không bị sao cả. Chắc có lẽ là bà lo chuyện của Thanh Dân cho nên là mới như vậy thôi ba. Nội con lo vì Bình bị hôn mê. Rồi nội con còn... Ủa chồng con đâu? Gần đây thấy nhà có nhiều chuyện mà ba không thấy bóng dáng ở đâu hết vậy? Dạ, anh Khôi bận nhiều việc bên Hà Giang ba. Tại vì anh không có cơ hội về Nam Thiên với con, cho nên là bây giờ anh phải nỗ lực hết sức mình ở Hà Giang. Với lại cũng vì chuyện anh không giành được dự án Đà Nẵng nên ông Hà cứ nói nặng nói nhẹ ổng, rồi anh đâm ra buồn bực mệt mỏi á ba. Vì chuyện của ba mẹ mà vợ chồng con phải chịu thiệt thôi. Con đang cố gắng an ủi, động viên chồng con nha. Còn con thì cố gắng làm việc ở Nam Thiên đi. Ba tin là bà nội sẽ chấp nhận con. Mà ba ơi, ba vẫn chưa có lựa chọn cho mình hả ba? Nhưng mà sau chuyện của anh Thiên, con cũng hiểu ra được một điều. Ngày xưa chắc ba cũng khó xử trong chuyện lựa chọn lắm đúng không ba? Nhưng mà dù sao bây giờ ba cũng đã có anh Thiên gánh vác rồi. Ba nên đưa ra một lựa chọn dứt khoát đi ba. Con ơi, làm sao mà ba có được lựa chọn nào chứ? Trong khi mẹ con và dì Bình vẫn còn nằm đó. Chính bà ta là người đã làm cho mẹ con ra nông nổi này. Bà ta đang bị trừng phạt bởi sự độc ác của bà ta thôi. Tuyệt. Ba còn luyến tiếc gì nữa hả ba? Nghe ba hỏi, con đã tìm hiểu kỹ về vụ tai nạn đó chưa? Hả? Hay là chỉ biết căn cứ vô đoạn video đó thôi? Dạo này con bận nhiều việc quá, cho nên là con chưa kịp tìm hiểu. Vậy thì con càng không thể nói gì Bình như vậy được. Con còn nhỏ, phải biết tôn trọng người lớn chứ. Vậy thì ai sẽ là người tôn trọng mẹ con đây? Vì ta nằm trong bệnh viện thì biết bao nhiêu người quan tâm chăm sóc, còn mẹ con nằm ở đây, bà nội thậm chí không có một lời hỏi thăm nữa đó ba. Tuyết à, ba hiểu rồi, để từ từ. Tuyết, Tuyết à. Quanh, em không vô bệnh viện chăm mẹ hả? Em vừa mới về công ty để bàn giao công việc, bây giờ em vô bệnh viện đây. Em đi nha. Quanh, anh làm gì vậy? Đây là công ty mà. Hoàng Thiên đã biết chuyện rồi, để cả công ty biết thì có sao đâu. Em còn giận anh về chuyện ở nhà anh hả? Dạo này xảy ra nhiều việc quá, em không nhớ đến chuyện đó nữa. Vậy là có giận hay không giận? Có giận được chưa? Mà nè, dạo gần đây anh với anh hai của em bất hòa. Không chỉ riêng chuyện của tụi mình, mà còn vì chuyện anh hai của em không để anh làm giám đốc kinh doanh. Có đúng không? Em nghĩ gì vậy? Anh với Hoàng Thiên là bạn từ nhỏ với nhau. Thằng Thiên đi đâu, anh đi theo đó. Em coi, bây giờ Hoàng Thiên á, nó nhận hai chức, anh cũng phải đứng ra giải quyết một phần kinh doanh vậy, thì cũng coi như anh là giám đốc kinh doanh rồi còn gì. Thôi, vô bệnh viện chăm mẹ đi. Chuyện ở công ty á, để tụi anh lo cho. Em đi nha. Đã tạm ổn chuyện của Thanh Dân rồi. Người biết đến vụ tai nạn còn có Xuân Phong và ông Hậu. Sao tin tức lại lộ ra nhanh vậy? Mà còn thêm người gọi điện cho mẹ nữa. Người đó biết rõ mình không muốn mẹ biết chuyện mà. Họ muốn mẹ gặp chuyện khi nghe tin dữ. Muốn triệt người đứng đầu Nam Thiên sao? Xuân Phong thì đang mâu thuẫn với Hoàng Thiên. Còn ông Hậu dạo này cũng rất lạ. Hai người đều nắm giữ những thông tin mật của Nam Thiên. Chẳng lẽ... Ba,
ngồi đi con. Con mới đi ký quỹ hợp đồng với mấy nhà đầu tư. Nhức đầu cái. Họ có làm khó dễ gì không con? Ai cũng làm khó làm dễ hết ba. Nhưng mà dùng tiền thì giải quyết được hết á. Con cũng biết sao chuyện Thanh Vân bị tai nạn, có mấy nhà đầu tư cũng biết. Họ nhìn con giống như kiểu Nam Thiên mình sắp đi ăn mày tới nơi rồi. Làm ăn bây giờ đâu ai dám mạo hiểm nữa. Ngay cả lúc khó khăn anh em ruột còn trở mặt với nhau. Dự án Đà Nẵng bây giờ đã có Thanh Vân đầu tư rồi, chúng ta không cần phải lo nữa. À, ba có gọi điện qua bên đó nói chuyện với ba mẹ của Thanh Vân. Sau khi họ biết tình hình êm thì họ không làm căng nữa. Đúng là hai ông bà rất tin tưởng vào con gái. Vậy thì ba cũng nên tin tưởng vào con trai của ba đi. Để con giải quyết cái vụ rắc rối này cho. Kể cả chuyện tình cảm nữa. Làm sao mà con giải quyết được? Cũng chính vì con không dứt khoát đó, cho nên Thanh Vân với mẹ con mới bị như vậy. Ba đã sai lầm rồi, con đừng sai lầm chống ba nữa. Dự án Đà Nẵng, các nhà đầu tư đều bị gửi tin nặc danh, nói là khu đất dính quy hoạch. Con có biết ai đứng sau vụ này không? Là ba em đã đứng sau mọi chuyện. Em không biết bằng cách nào, nhưng mà em thấy Đăng Khôi với lại ba em đang hả hê lắm. Họ còn muốn em làm ầm ĩ chuyện anh với Thanh Vân nữa. Thiên, con có nghi ngờ ai không? Con nghĩ công ty mình có nội gián. Ừ, ba cũng nghĩ vậy. Thậm chí tất cả những nhà đầu tư đều bị làm phiền bởi các tin tức trái chiều. Con đang cho điều tra vụ này. Giả mạo tin tức quy hoạch là tội hình sự, là ở tù đó. Con không biết ai gan như vậy. Ba có nghi ngờ ai không ba? Thiên nè, danh sách các nhà đầu tư Xuân Phong nó nắm hết không? Ba nghi ngờ Phong hả? Cũng có thể, tại nó là người thân cận nhất của con. Vậy ba có nghi ngờ người thân cận nhất của ba không? Ông Hậu hả? Bà vẫn nằm im ở đây sao? Giờ thì bà đã hiểu được nỗi đau mà mẹ tôi phải chịu đựng trong thời gian qua rồi chứ. Mẹ tôi thì nằm đó, còn bà thì rũ bỏ hết mọi tội lỗi của mình, sống vui vẻ bên tất cả mọi người. Bà đã cướp mất ba tôi, giờ bà còn muốn cướp luôn cả mẹ tôi sao? Bà, chính bà là người phải biến mất khỏi cuộc đời.
nội đi, cẩn thận nghe nội. À, dạ. Dạ con chào nội. Ủa? Chị Tuyết, sao chị lại ở đây? Mẹ của cô đang nằm ở nhà mà, cần cô chăm sóc. À, rồi còn chuyển công ty nữa, tại sao con đi làm ở đây? Dạ, con ghé xem tình hình sức khỏe của Thanh Vân ra sao rồi. Chuyện Thanh Vân gặp tai nạn đã bị mọi người đồn đại bên ngoài rồi đó nội. Con cũng muốn đến thăm dì một chút. Mẹ của Hoàng Oanh chưa có tỉnh, cho nên cũng không cần nhiều người tới thăm nom. Cô nên về chăm sóc mẹ cô đi. Với lại ba cô không nói cho cô biết là công ty hiện giờ đang có nhiều chuyện rắc rối à? Dạ đúng rồi đó nội. Công việc của công ty đang gặp rắc rối nhiều lắm. Chỉ vừa chăm mẹ, vừa giải quyết chuyện của công ty, cho nên là bây giờ hai con mắt đen như gấu trúc rồi đó. Nội thấy không nội? Chị Tuyết nè, em cũng xin lỗi chị nha. Mấy bữa rồi em lu bu quá, cho nên là không muốn qua thăm mẹ chị được. Chị đừng có giận em nha. Không có gì hết á. Mẹ chị vẫn chưa tỉnh, cũng không thích hợp để cho nhiều người tới thăm đâu. Ờ Oanh à, chị có kinh nghiệm trong chuyện chăm sóc người bị hôn mê đó. Có chuyện gì cần thì em cứ nói cho chị giúp nha. Vậy thì tốt quá. Em cũng lần đầu mới chăm bệnh, cho nên còn lóng nghe lóng ngóng lắm. Có gì chị chỉ em thêm nha. Em cũng chẳng hiểu sao nữa. Mẹ chị nằm một chỗ, bây giờ đến mẹ em cũng nằm một chỗ. Hai chị em mình cùng cố gắng nha chị. Nội, nội nhìn thấy mẹ con vậy, nội yên tâm chưa nội? Bác sĩ nói là mẹ con đang dần hồi phục, cho nên nội đừng lo lắng quá, để ảnh hưởng đến sức khỏe nha nội. Tội nghiệp mẹ con, mới hồi phục trí nhớ chưa được bao lâu mà giờ lại phải nằm đây nữa. Thưa nội, con xin phép về công ty làm việc tiếp. Oanh à, em cứ chăm sóc cho mẹ đi nha. Công việc của em ở công ty chị đã nhờ bạn khác lo rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Vậy thôi chị về đi, công ty cần chị dữ lắm á. Mẹ tới đúng lúc phải không con? Nội nói gì vậy nội? À, đây đây đây, nội dặn gì? Dạ. Con phải chăm sóc mẹ, phải coi chừng mẹ 24/24 nghe. Khi nào nội đến thăm á, nội nói tài xế đưa tới, nội tự lên lầu được mà. Không có được để mẹ nằm một mình, không có nên nghe. Dạ, con biết rồi nội. Cậu đã tìm được manh mối cho tôi chưa? Hai mẹ con thằng Tùng bỏ đi mất biệt, còn Hải Yến thì cứ đi đi về về như cái bóng vậy. Cậu cũng thấy đó, nhà cửa bếp núc vắng tanh. Riết rồi, tôi cũng không muốn tới công ty luôn. Nói vậy Hải Yến chia tay Hoàng Thiên thiệt hả chúng? Nó cũng nói thẳng việc đó với tôi rồi. Nhẫn đính hôn á, nó cũng không còn đeo nữa. À, mà Thanh Vân bị tai nạn như vậy cũng không có động tĩnh gì, chắc thành người ở bên đó luôn rồi. Cô gái này đúng là bùa hộ mạng của Nam Thiên mà. Hay là
mình tìm mọi cách đưa cô ấy về Hà Giang. Nếu mà con Hải Yến được như vợ cậu thì hay biết mấy. Làm ầm ĩ lên một trận đòi người, hất cẳng Thanh Vân ra khỏi Nam Thiên. Lúc đó cậu mới có cơ hội mời cô ta hợp tác với Hà Giang được. Đằng này Hải Yến biết đấu không lại người cũ của thằng Thiên nên âm thầm rút lui luôn. Có lẽ là do tình cảm của nó chưa đủ lớn. Mà con Yến đến với thằng Thiên cũng một phần là do cậu đó. Dạ, lỗi cũng do con, không có mắt nhìn người. Nhưng mà Hải Yến là một cô gái thẳng thắn, cứng rắn, yêu ghét rõ ràng. Chúng ta không thể nào làm thay đổi cô ấy được đâu. Cậu là người hiểu nó nhất. Thanh Vân đi tìm Hoàng Thiên mới bị tai nạn, trong khi đó Hoàng Thiên hình như lại ở với Hải Yến. Thanh Vân chắc chắn sẽ trách móc, oán hận Hoàng Thiên. Chúng ta hãy đánh vào điểm yếu tình cảm này của Thanh Vân, có khi nào gỡ được bùa về cho Hà Giang. Cậu đúng là người có kinh nghiệm giải quyết mấy cái rắc rối tình cảm này. Hay là chuyện này chú cứ để cho con, chú không cần phải hối thúc Hải Yến đến phá chuyện của thằng Thiên nữa. Con sẽ có cách làm cho cô ta tự rút lui. Còn chuyện Hải Yến, chú tái hợp cho hai đứa con nghe. Quay trở lại làm việc rồi chị. Mấy bữa đầu anh không ăn không ngủ để chăm sóc cho mẹ. May mà có chị Hải Yến gọi điện thoại khuyên anh thì... Là em với anh Phong gọi điện thoại nhờ chị Yến khuyên anh hai thôi. Không sao đâu, quan trọng là anh phấn chấn lên là được rồi. Bây giờ mọi chuyện cũng đang rối ren, anh phải đứng vững thì mới có thể chèo chống được Nam Thiên. Quanh à, có phải chị là một người xấu không? Chị đã bắt anh hai của em phải lựa chọn. Trong khi đó, chị lại nằm ở đây. Chị đừng có nghĩ như vậy. Chị cho em nói thẳng những gì em suy nghĩ được không? Dù gì chị em mình cũng là chỗ thân thiết với nhau. Em nói đi. Nam Thiên vượt qua được khó khăn là nhờ chị. Nhưng mà em hy vọng chị nể tình xưa nghĩa cũ với anh hai của em. Dù gì thì ba mẹ chị chứ ba em cũng là người có mối quan hệ tốt. Nam Thiên vượt qua khó khăn, công việc thuận lợi thì khoản đầu tư của chị cũng xin lời. Còn nếu bây giờ anh hai của em kết hôn với chị mà không có tình yêu thì người khổ nhất là chị và anh hai của em. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế sẽ là một cuộc hôn nhân không có bền vững. Chị cũng thấy trường hợp của mẹ em và mẹ chị Tuyết rồi đúng không? Anh Thiên, anh đã thật sự quên chị rồi sao? Anh chỉ mới gặp Hải Yến gần đây thôi mà. Chuyện tình yêu khó nói với chị. Chị đã lấy tình yêu quá khứ của chị để ghen tuông với hiện tại của anh. Đổi lại chị được cái gì chứ? Chị là người tổn thương nhất. Bây giờ còn liên lụy đến mẹ của em nữa. Chị
không phải là lỗi của chị. Tất cả là lỗi của tình yêu. Bây giờ chị phải sớm khỏe lại. Em tin chắc là mẹ em cũng sẽ sớm tỉnh lại. Để em ra coi ai. Chị đến thăm Thanh Vân. Chị vô đi. Chị Vân, có chị Hà Yến đến thăm chị nè. Ừ. Chào cô. Chào chị. Thôi hai chị nói chuyện với nhau nha. Em ra ngoài mua cho chị ít sữa. Cảm ơn em. Cô ngồi đi. Thôi có mua ít trái cây cho thăm chị. Cảm ơn cô. Tôi không có dự định thăm chị đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy áy náy khi mà biết chuyện như vậy mà không thăm. Tôi không ngờ là lần thứ ba tôi gặp cô, tôi lại yếu đuối và te tua như thế này. Chắc cô hả hê lắm hả? Nghe chị nói chuyện như vậy thì chắc chị ổn rồi đúng không? Chị mau chóng khỏe lại đi, để còn cưới Hoàng Thiên nữa. Nam Thiên cần tôi, chứ anh Thiên thì chắc là không cần tôi đâu. Cô là người đóng vai bị phụ tình, mà sao tôi thấy cô vẫn sáng chói và hiên ngang như vậy? Còn chị, chị đóng vai người chiến thắng, thì tại sao chị tàn tạ, thảm hại như vậy? Chị mau khỏe lại đi. Hoàng Thiên là một người thích cái đẹp. Tôi không ngờ là có thể nói chuyện thoải mái với cô như vậy. Thật sự cô rất là cuốn hút. Bởi vậy anh Thiên không thể nào dứt tình với cô được. Chị còn lo lắng là Hoàng Thiên còn tình cảm với tôi đúng không? Chị yên tâm đi. Sắp tới tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài rồi. Đây cũng là khoảng thời gian tốt mà hai người có thể nối lại tình xưa. Còn một chuyện này nữa, chắc chị chưa bao giờ nghe tên Đăng Khôi đúng không? Sau này mà chị có gặp anh ta thì nhớ là phải đề phòng nha. Anh ta là người yêu cũ của tôi. Tôi có chút việc ở tòa soạn, bây giờ phải về. Chị giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Chào chị. Cô đi cẩn thận nha. Người yêu cũ của cô ấy thì có liên quan gì đến mình chứ? Không được. Con nghĩ sao mà làm vậy hả? Nhưng mà đó là cơ hội để con phát triển công việc mà ba. Như ba đã nói á, con nghĩ làm ở bên đó đi, về công ty phụ ba. Cái nghề lông nhông vậy sao mà giàu nổi? Đã vậy còn muốn đi du học một năm nữa. Con muốn làm công việc mang lại niềm vui cho con. Những thứ đó không mua được bằng tiền đâu ba. Ấu trĩ. Nếu con cứ sống với lý tưởng của mình đó, thì chỉ vài năm nữa thôi, con cũng chỉ làm trưởng ban thôi. Còn bạn bè của con đó hả, nó làm ông này bà nọ hết rồi. Con đã quyết rồi. Ba hãy để con tự quyết định cuộc đời của mình đi. Con đâu có còn bé bỏng nữa đâu. Mà ba muốn con làm gì con phải làm vậy. Nếu con buồn chuyện thằng Thiên á, con cứ đi chơi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Nè, nhưng đừng có lẩn trốn. Thằng Khôi á, nó vẫn còn tình cảm với con. Nó cũng sắp ly dị rồi. Hai đứa nên tái hợp lại đi. Ba hụt rễ hai lần rồi đó. Con thật sự chán ghét những cuộc nói chuyện giữa gia đình mình. Ba mẹ chưa bao giờ hỏi con là con đi làm có tốt không, có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không, mà chỉ chăm chăm là con kiếm được bao nhiêu tiền. Con chia tay bạn trai
Ba cũng hỏi con là con có buồn không? Có cần tâm sự gì với ba không? Mà ba chỉ chăm chăm muốn gả con ra khỏi nhà này. Ba coi con là quả banh, đá qua đá lại, ba chỉ biết ngồi ngoài hưởng lạc á. Mất dạy! Con, con dám nói với ba như vậy sao? Hả? Cái nhà này thằng anh con làm loạn lên là đủ rồi, con với mẹ con còn chống đối ba nữa hả? Nên nhớ ba là chủ căn nhà này. Hải Yến nó nói với chú á, nó sắp đi tu nghiệp ở Hàn một năm rồi. Bây giờ làm sao mà giữ chân nó đây? Dạ con biết rồi, cảm ơn chú. Cô ấy sắp đi sao? Muốn trốn Hoàng Thiên, trốn cả việc ông ta muốn mình tái hợp. Con cáo già này vẫn muốn đưa con gái ra để lợi dụng mình. Về rồi đó hả? Sao cô lại ở đây? Rồi ai lo cho mẹ? Em có thuê người chăm sóc cho mẹ. Ghé đây để dọn dẹp nhà cửa cho anh. Dọn xong rồi người hơi dơ cho nên là tắm luôn. Cô biết gì chưa? Hải Yến sắp đi tu nghiệp. Đúng ý cô rồi đó. Ừ. Hình như là đi một năm đúng không? Cũng không phải là lâu lắm, nhưng mà đủ thay đổi nhiều thứ á. Sao? Vẫn còn ý định quay trở lại với Hải Yến để có được Hà Giang hả? Anh trai của cô ta không có ý định nối nghiệp gia đình, nhưng mà cũng hưởng lợi nhiều từ anh đó chứ. Nhưng mà cho dù anh có cưới Hải Yến thì sao? Là con rể thì cũng chỉ là làm thuê làm mướn cho anh vợ của mình thôi. Tôi mà lấy được Hà Giang thì mọi chuyện sẽ thay đổi toàn diện. Anh có thấy là mình quá mơ mộng không? Ông Hà, dù cho Hà Giang chỉ còn lại cái vỏ, ông cũng không thể nào buông ra đâu. Anh ấy Hải Yến thì sao? Đợi cho ba vợ của anh chết đi rồi, vợ anh được một chút thừa kế, rồi được thơm lây hả? Rất hay. Nhờ cô gợi ý mà trong đầu tôi có nhiều ý hay hơn. Hàng ngày tôi luôn cầu nguyện cho mẹ của cô tỉnh dậy. Còn cô á, lo mà cố gắng diễn tròn vai ở Nam Thiên đi, để sau này á còn kiếm được một chút gì đó. Hay sao? Hay cô muốn mẹ của cô cứ nằm như vậy, không tỉnh lại? Đó là lý do để níu kéo tôi không ly hôn với cô à. Hôm nay tôi mệt, tôi sẽ ngủ lại đây. Anh ngủ ở sofa đi. Ngủ ngon. À, có chuyện này em muốn hỏi chị. Hơi khó cho chị một chút xíu, nhưng mà thật sự là em muốn biết ai là ân nhân đã cứu em, ai là người đã cho máu em vậy chị? À, chuyện này tại người ta muốn giấu tên á, nên là thật sự thì em chỉ muốn biết tên của người đó thôi. Nếu mà không biết được em sẽ áy náy lắm. Chị giúp em nha. Chị chỉ cần cho em biết tên thôi, chứ mình đi ra ngoài nhiều khi cũng đâu có gặp được người đó đâu. Người hôm đó cho máu á, là tên là Hải Yến. Cổ lấy máu xong rồi vội vàng đi ngay à. Nhìn thấy thương lắm. Cảm ơn chị. Là cô ấy sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Vậy là hôm đó cô ấy đã ở Long Hải cùng với anh Thiên. À, anh Thiên. Anh làm thủ tục xong hết rồi, mình về nha.
Công ty em mới vừa báo là tiền đã được chuyển vào tài khoản bên đây rồi. Anh làm thủ tục nhanh đi, còn đưa cho mấy nhà đầu tư đòi rút vốn nữa. Cảm ơn em đã giúp anh nha. Anh khách sáo quá à. Em giúp Nam Thiên, em dù gì cũng sắp là cổ đông của Nam Thiên rồi mà. Nếu như Nam Thiên có gặp rắc rối gì á, em đâu có ngồi yên được. Ảnh hưởng đến em sao? Em không cần phải làm vậy gì anh đâu. Anh Thiên à, tiền là phải để vô những chỗ xin tiền. Đó là mục tiêu của người kinh doanh. Em tin dự án ở Đà Nẵng của anh sẽ thành công. Em rất tin tưởng ở anh. Em chỉ có lời thôi, không có lỗ đâu, yên tâm. Thôi, mình về đi anh. Chưa nói lời tạm biệt với anh hai và mẹ. Hy vọng là hai người đó không trách mình. Đi thôi nào Hi Hi, làm lại cuộc đời nào. Có chuyện gì? Tôi không cần anh nói lời tạm biệt đâu. Ba của em bị xỉu ở công ty, anh đã đưa vô cấp cứu rồi. Em vô đây liền nha. Bác sĩ nói đây là biểu hiện của đột quỵ nhẹ, cho nên mình cần phải cẩn thận. Hôm nay là ngày cô đi nước ngoài tu nghiệp phải không? Ba. Ba bị bệnh vậy làm ảnh hưởng tới công việc của con đó. Không sao đâu ba, ba khỏe là con mừng rồi. Bất quá mình bỏ tiền ra mình dời vé máy bay lại thôi. Chú ăn đỡ cơm của bệnh viện đi, chiều nay con sẽ mua mấy món để tẩm bổ cho chú. Sao? Dạ. Về nhà nghỉ sớm đi. Để đây anh chăm sóc cho ba em được rồi. Công ty bao nhiêu việc mà chú làm chưa xong nữa. Bây giờ mẹ con của thằng Tùng đi còn chưa về. Chắc công ty đang rối lên rồi kìa. Vậy thôi ba cứ nghỉ ngơi đi. Để con vào công ty phụ giúp cho ba. Sức khỏe của ba vẫn là quan trọng nhất mà. Hình như con đường này là đi ngang tòa soạn của Hai Yến thì phải. Chắc anh hay chạy ngang đây đúng không? Cô ấy sắp đi rồi, anh có muốn gặp lại cô không? Anh đưa em về gặp bà nội, xong rồi chở em ra khách sạn luôn. Từ đây về sau em sẽ tự lo cho mình, không làm phiền ai hết. Hôm nay Thanh Vân đã được xuất viện, còn bà ta thì vẫn hôn mê. Nếu như hôm đó con kiên quyết hơn,
thì có lẽ khi tỉnh dậy, mẹ đã không phải tranh giành ba với bất cứ ai. Bà ta đã phải trả giá rồi. Sao mẹ còn chưa tỉnh dậy hả mẹ? Ba dạo này ít lui tới đây hơn, thường xuyên túc trực bên bà ta. Tại sao ba lại thay đổi như vậy? Mẹ thì nằm ở đây, anh Khôi thì muốn ly hôn, ba thì muốn rời xa mẹ con mình. Không biết dựa vào ai đây hả mẹ? Con còn yêu anh Khôi nhiều lắm. Con phải làm sao đây? Mẹ tỉnh dậy, nói cho con biết được không mẹ? Vô đi con. Dạ. Ba, ba thấy đỡ hơn chưa ba? Ba cũng còn mệt lắm, cho nên ba phải gắng ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ lên nha. À, con vô công ty làm, có gì không hiểu thì hỏi thằng Khôi nghe, nó là người nắm rõ công ty nhất. Dạ, con còn phải học hỏi anh nhiều. Bà biết là giữa hai đứa vẫn còn khúc mắc, nhưng bây giờ thằng Khôi là trợ thủ đắc lực của ba. Ba hy vọng sẽ giữ nó ở bên mình. Nó vẫn còn thương con nhiều lắm. Nếu có thể, con hãy mở lòng đón nhận và tin tưởng như ngày xưa nghe con. Thôi, ba nghỉ ngơi đi, con đi làm nữa. Lão già nói vì mình, thiệt là đúng là trời giúp mình, hay mình giúp lão ta bệnh tiền. Mình cũng đã xây dựng được thế lực riêng, nếu có thể lật đổ được lão ta lúc này. Không được, mình và Ánh Tuyết chưa ly hôn, nếu có tranh chấp tài sản càng khó giải quyết. Mẹ cô ấy đến khi nào mới tỉnh dậy đây? Lão già đó có mái ở đây và cả ở nhà, chắc chắn những cái không muốn người khác thấy sẽ để ở nhà. Nhưng biết đâu được. Cũng thương con gái quá, lưu lại tất cả những bài viết liên quan tới con gái. Con cái đều thành đạt, nhưng mà tiếc không có đứa nào theo nghiệp. Thank you.
đến rồi hả? Sao như làm sớm vậy? Anh đến đây để hỗ trợ em mà. Tất cả hợp đồng của công ty đều nằm trong đây luôn. Cảm ơn anh. Cái gì không hiểu em sẽ hỏi. Lát nữa có cuộc họp với đối tác. Nếu như em cần, anh sẽ đi cùng em. Không cần đâu. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc. Anh cứ ở lại đây điều hành thay ba tôi là được. Em không đối xử với anh như ngày xưa được sao? Sau những chuyện mà anh Tuyết đã làm cho anh, thì anh có bình thường với cô ta được không? Tôi với anh chắc chắn sẽ không quay lại được với nhau nữa. Tại sao anh cứ nói ra nói vào chuyện tái hợp với ba tôi làm gì vậy? Đó không phải là ý của anh, mà đó là ý của ba em. Ba em muốn lấy em ra để giữ chân anh lại, để anh về làm trâu làm ngựa cho Hà Giang. Ba của em quá tham lam và tự tin, vì ông ta cứ tưởng đâu là ông ta kiểm soát được anh. Theo em, anh làm cái gì bây giờ? Cái anh cần là lấy lại phần của ba anh ở Hà Giang đúng không? Được rồi, tôi sẽ nhường cổ phần của mình cho anh. Được chưa? Tôi là con gái của ba tôi mà, chắc chắn là tôi có cổ phần ở Hà Giang rồi. Anh cưới tôi cũng như vậy thôi mà, đúng không? Tôi nhường hết cho anh rồi đó. Cho nên anh đừng có nịnh nọt ba tôi làm gì, cũng đừng có giúp ba tôi giở trò phá hoại làm ăn của Nam Thiên. Em đúng là một cô gái ngây thơ và nhân hậu đối với những việc làm của ba em. Nam Thiên là sự nhục nhã, là nỗi thù hận của ba em lúc trẻ. Ông ta muốn hại Nam Thiên chứ không phải anh. Em cũng không biết những chuyện mà ba em làm, và cũng đừng tìm hiểu nữa. Bởi vì khi em biết được, em sẽ là người đau khổ đó. Bộ mỗi lần về Sài Gòn là hai mẹ con của nó hả? Quyến luyến bệnh rịnh chia tay nhau gần nửa tiếng đồng hồ gì đó hả? Con cũng lần đầu tiên con về nên con cũng biết cái gì đâu. Nhờ mẹ coi vậy á, cuộc sống tình cảm dữ lắm á, y chang mẹ hồi xưa vậy. Thôi thôi thôi, đừng có giống mẹ chi cho khổ. Suốt ngày chỉ biết ở nhà lo chồng lo con thôi à. Rồi sau này con cũng giống ba con đó, bỏ nó ở nhà một mình, bắt nó chăm chồng chăm con, khổ lắm. Thôi đi. Trời ơi, mẹ yên tâm đi, con không có giống ba con đâu. Mai mốt mà con cưới vợ của con á, là con đi làm ở đâu, con sẽ dẫn vợ con đi theo đó. Tới lúc đó mẹ đừng có giận nha. Vậy mẹ cảm ơn nghe, để cho tuổi già của mẹ nó được rực rỡ. Ủa? Trời ơi, mới đi ra ngoài có chút xíu à, mà bây giờ tư duy nó mở ra liền thấy không? Trời ơi, hết hồn vậy con? Dạ sếp con gọi bác ơi. Dạ alo, em nghe sếp. Em về gần tới văn phòng rồi nè sếp, em sẵn sàng làm việc rồi. Tôi không nói chuyện đó, tôi nói chuyện động trời kìa. Chuyện động trời? Chuyện gì vậy sếp? Mặc dù trong công việc em là người năng nổ, mang thành tích, nhưng hôm nay đang thành tích này về là tôi chịu không nổi. Ủa? Thành tích gì mà sếp chịu không nổi dữ vậy? Cô đi tác nghiệp kiểu gì mà ngoan nghiêm biết bầu gì công ty là sao? Có bầu? Ai nói sếp vậy? Có một người tên là Dương Quá hí lộn Dương Tùng đến gặp chị Diễm trưởng phòng hành chính nhân sự trình bày sự việc đã làm cô có bầu rồi. Cô xa lánh người ta, người ta có tội nghiệp có liệu trách nhiệm gì đâu. Bây giờ tôi nói cho cô nha, cô về viết báo cáo cấp cho tôi. Em đã hiểu vấn đề rồi sếp, em sẽ trình bày với sếp sau nha. Em chào sếp. À có bầu Dương Tùng, anh có chịu trách nhiệm phải không? Em cho anh chịu trách nhiệm nè. Nè, trách nhiệm nè. Đánh đi con, đánh mạnh tay lên. Trời ơi, cho cái tội nó tầm bậy. Nè, cho anh biết nè. Khi không giả bệnh là cái gì?
bây giờ ở nhà như vậy. Mà không biết con Hải Yến ở trong công ty làm sao rồi. À, mà có thằng Khôi ở trong đó cũng yên tâm. À, hồi sáng giờ có ai ghé phòng tôi không? Dạ, có anh Khôi và chị Yến tới lấy hồ sơ và bàn công việc thôi ạ. Tôi nói vô cùng một lúc à? Dạ, sáng anh Khôi vô trước một chút rồi chị Yến vào. À, hồi nãy chị Yến đi công việc, anh Khôi có ghé vô phòng chú lấy thêm hồ sơ đó. Nó vô có lâu không? Dạ, cỡ 15 phút thôi ạ. Anh lấy mấy bộ hồ sơ còn lưu kho đóng dấu mà. Cô khóa phòng tôi lại đi. Chỉ được Hải Yến vô thôi. Đăng Khôi nó muốn vô á thì nói nó hỏi Hải Yến trước nha. Dạ. Có muốn tìm gì ở trong đó thì cũng không có đâu. Mình phải tìm cách vô công ty thôi. Chứ giao cho thằng này giống như giao trứng cho ác vậy. Trời ơi, ông có sao không? Ba khỏe chưa ba? Hai mẹ con bà biết đường về nhà rồi hả? Tôi tưởng đi luôn rồi chứ. Tôi đi giải quyết chuyện của thằng Tùng xong rồi. Ông đổ bệnh như vậy, lỡ như có mệnh hệ gì, tôi biết sống với ai? Vậy nó chịu bỏ con nhỏ đó để về nhà rồi hả? Vậy thì tốt quá. Còn Hải Yến á, chịu vô công ty phụ tôi rồi. Bây giờ thằng Tùng về nữa là tôi yên tâm. Đâu có đâu. Hả? Tôi cho thằng Tùng cưới vợ luôn. Nó muốn đi đâu thì đi. Tôi á phải dành thời gian chăm sóc ông kỹ hơn. Bà nói cái gì vậy hả? Hả? Bà tìm nó về đây chọc giận tôi chết luôn hay sao? Tại sao bà dám đồng ý chuyện tụi nó mà không hỏi ý kiến tôi? Trời ơi, ông nha, ông có triệu chứng đột quỵ nhẹ đó. Lỡ như ông mà có giận quá lên á là ông sẽ bị giật mắt trái, xong rồi ông bị méo mỏ, rồi ông bị nhồi máu cơ tim, ông liệt nửa người. Tới lúc đó ông không có sức mà la mẹ con tôi nữa đâu đó. À, ba con đau đầu nữa rồi kìa, con đi kêu bác sĩ cho mẹ đi. Nhanh lên. Bà đi thì cái nhà yên tĩnh, bà về cái là cái nhà ầm ĩ lên à. Hai mẹ con mà đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi nữa. Đi. May quá, ba con không có sao hết trơn hết á. Ba con khỏe lại rồi, ba con còn ra lệnh cho mẹ được nữa mà. Thôi mẹ đi xuống dưới á, mẹ nấu đồ tắm bổ cho ba con. Để cho ổng còn khỏe gì nè, ổng vô công ty ổng ra lệnh cho nhân viên của ổng. Mà nè, con nói với Mỹ Hoa khi nào xong việc thì ghé nhà mình ăn cơm luôn. Chứ đừng có ăn cơm hàng cháo chợ như vậy nữa, không có tốt đâu nghe. Nghe không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Ba nghỉ ngơi cho khỏe nha, ráng tẩm bổ. Con xin phép ra ngoài. Đó, con thấy không? Ba con giả bệnh để cho con Hải Yến về công ty làm. Mà cũng tội nghiệp ba con thiệt á. Không có đứa nào chịu tiếp ổng hết á. Có con Yến về công ty làm, ổng cũng đỡ cực. Thôi đi, đi với mẹ xuống dưới bếp, mẹ nấu gì cho con ăn. Ha, đi, đi, đi. Ủa, chị Hoa, chị về rồi hả? Ừ, chị đang trên xe taxi, tính về phòng trọ để cất đồ nè. Mà tổng biên á là kêu chị vô đây gấp luôn đó. Sao rồi, chuyến đi đợt này có kết quả gì không chị? Chị đã giúp cho mẹ của em á tìm được chân lý cuộc đời rồi. Từ nay á là mẹ của em sẽ không có ở nhà mà chăm lo cho mấy ba con nữa đâu. Mà em á là sẽ không có bị thúc giục rồi la mắng nữa. Mẹ em á còn tính đi xuyên Việt luôn đó. À vậy hả chị? Mà công nhận nha, chị với anh hai em giỏi dễ sợ luôn á. Kêu được mẹ em ra khỏi nhà là trời tài lắm luôn. Nhưng mà đợt này em nghĩ chắc mẹ chưa đi phượt được đâu chị. Ừ, chị cũng nghĩ là như vậy. Mà em nhắn tin đó là anh Dương Tùng á, anh cuốn cuồng đi về đây luôn đó. Sao? Có chuyện gì lớn lắm hả? Nhiều chuyện lắm chị. Ba em bây giờ đang bị như vậy á, em phải về công ty để phụ giúp cho ba nữa.
Ừ, hèn gì á mà tổng biên á giật ngược chị vô tòa soạn gấp luôn đó. Em giúp chị rồi, bây giờ chị phải giúp ngược lại em nha. Chị làm phụ công việc của em, nhưng mà chị nhớ nói với tổng biên á là đừng có kiếm người thay em nha. Em còn muốn quay lại đây để làm việc lắm. Em dâu, em cứ yên tâm, giao việc nhà cho chị. Bây giờ em về nhà giúp cho chuyện của ba mẹ chồng chị đi. Còn anh hai của em cứ để chị lo. Wow, chị ra dáng của chị dâu em rồi đó. Nhưng mà nhớ đi thông báo đính chính cho từng người cái vụ chị có bầu với lại là mẹ đơn thân đó nha, để người ta đi đồn tùm lum là chết luôn á. Thiệt, nhắc tới cái chuyện này á là chị chỉ muốn cho anh hai của em thêm vài cái nắm đấm nữa luôn á. Ê, mà hôm nay á sao nhìn mặt em nhợt nhạt thiếu sức sống quá à. Mau mau đi vô đánh cái son đỏ rồi á vỗ tí má hồng cho chị nha. Em không sao đâu, thôi chị lên trình diện ship đi, em đi nha. Ừ. Hồ sơ thủ tục xong hết rồi, em về nghỉ sớm đi, anh đi làm việc nha. Đừng nói là truyền thông bên em á tính đưa chị lên tận mây nữa hả? Dạ đâu có đâu, em chỉ muốn chúc mừng chị thôi. Thủ tục cũng đã xong hết rồi, bây giờ thì Nam Thiên cũng đã ổn. Em á đang chờ để chuẩn bị đám cưới của chị với anh Thiên đó. Mà chị, mai mốt á đám cưới của chị để cho bộ phận tổ chức sự kiện bên em lo nha. Chắc chắn là chị sẽ có một đám cưới hoàn hảo. Cảm ơn em nhiều. Thôi chị cũng mệt rồi, chắc là chị phải về khách sạn nghỉ ngơi. Vậy để em kêu xe của công ty đưa chị về nha. Dù sao bây giờ chị cũng là thành viên VIP của công ty em mà. Được rồi, chị không muốn làm phiền mọi người đâu. Với lại chị cũng muốn đi dạo thành phố Sài Gòn, lâu rồi không đi dạo. Em lên làm việc đi. Chị cảm ơn Xuân thôi sao? Mình không thúc giờ chuyện với anh Thiên thì làm sao chị ta có thể thắng được Hải Yến? Nhưng mà tại sao chị ta lại hờ hững với chuyện đám cưới như vậy? Có được dễ dàng quá nên chơi game không gây cấn hay sao? Tại sao cổ lại không đi tu nghiệp? Hà Giang xảy ra chuyện rồi sao? Chúc mừng ông, vậy đã hoàn thành xong chuyện góp vốn dự án Đà Nẵng. Bây giờ chỉ cần ngồi chờ hút bạc và bực dậy Nam Thiên thôi. Nhưng mà hình như có người không muốn tôi hút bạc. Không phải nhờ bàn tay của ông giúp sức cho nên dự án Đà Nẵng bây giờ rối tung lên hết sao? Ông vẫn nghi ngờ tôi hả? Tôi đã nói rồi, tôi đã kiểm tra rất là kỹ. Từ trước đến giờ tôi làm việc thế nào ông biết rõ mà. Hay là do chuyện của bé Oanh? Nếu là như vậy thì ông rất là nhỏ mọn. Chắc chắn là phải kiểm tra kỹ lắm. Tự nhiên danh sách các nhà đầu tư bị lộ ra ngoài, tự nhiên mọi người đều nhận được tin nhắn nạp danh, tự nhiên mọi người đều đồng loạt rút vốn. Wow, trùng hợp ghê ha. Không muốn nghi ngờ cũng không được á. Ông vẫn nghi ngờ tôi hả? Đúng, tôi nghi ngờ ông đó. Ông là người thân nhất bên cạnh tôi, ông theo dự án này từ đầu tới cuối. Không phải ông thì là ai? Hả? Sao? Hết muốn làm cho tôi rồi đúng không? Muốn thăng chức hả? Thèm khát vị trí đó lắm rồi hả? Đúng! Từ trước tới giờ tôi theo ông bao nhiêu năm, giúp ông giải quyết bao nhiêu chuyện. Ông ăn cơm phải cho tôi ăn cháo chứ. Tôi không muốn suốt đời là một tên trợ lý hoàng của ông. Mày! Thiên! Cái gì vậy? Hả? Bắt nào? Hai đứa tính làm cái gì ở đây vậy? Hả? Con là giám đốc mà tính hành xử như vậy đó hả? Phong, con có biết Hoàng Thiên là sếp của con không? Xin lỗi bác Nam, vì con đã lớn tiếng ở đây. À, xin lỗi anh, để tôi làm việc lại với nó.
từ trước giờ nó đâu có tùy tiện vô nguyên tắc như vậy. Về phòng nói chuyện với ba. Cẩn thận. Anh có sao không chị? Tôi không sao. Cô có sao hay không? Tôi cũng không sao. Tôi cảm ơn anh nha. Cô đi đâu mà bất cẩn vậy? Hình như là họ cố tình tông tôi thì phải. Tại vì tôi thấy họ không có hạ ga để tránh tôi. Tôi tên là Đăng Khôi. Cô tên gì? Tôi là Thanh Vân. Rất vui được biết anh. Rất vui được biết cô. Anh ta dám bày trò tiếp cận Thanh Vân, tính cướp cô ấy về Hà Giang hay sao? Cô có tính đi đâu hay không? Để tôi hộ tống cô nha. Tôi chỉ muốn đi dạo thôi. Không biết có làm phiền anh không? Không sao, tôi đi với cô. Mời cô. Cảm ơn anh. Xin lỗi anh nha. Đúng lý ra bữa nay tôi phải mời anh mới đúng. Để cho anh mời ngược lại thật là ngại. Không sao, tôi làm là bằng cái tâm của tôi, chứ không phải làm để trả ơn. Trân trọng mối nhân duyên này. Mấy khi ra đường có dịp được cứu mỹ nhân như cô. Anh à, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Sao cô không tận hưởng nó mà lại thở dài phiền muộn đến như vậy? Cô có chuyện buồn à? Anh có biết tôi không? Từ khi thấy cô bước ra từ tòa nhà Nam Thiên với một dáng vẻ sang trọng như vậy, tôi nghĩ cô nắm giữ chức vụ quan trọng của Nam Thiên. Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải. À, tôi nhớ rồi. Tôi đã từng gặp cô ở vài bài báo. Cô là nhà đầu tư mới của Nam Thiên. Anh không những là anh hùng mà còn là nhà thám tử nữa. Rất là giỏi suy luận. Mà tôi còn nhớ hình như Hoàng Thiên là chồng sắp cưới của cô thì phải. Chuyện của anh ấy ai mà không biết. Gần đây anh ta có một màn cầu hôn rất là linh đình, mà hình như cô gái đó không phải là cô. Cô đẹp hơn cô ấy nhiều. Tôi hơi nhiều chuyện. Không sao, có người quan tâm đến tôi là tôi vui rồi. Mà thôi đi, cô yêu ai cũng được, miễn sao bản thân của cô cảm thấy hạnh phúc vui vẻ là được. Nhưng hôm nay là một ngày tôi cảm thấy rất là đẹp, cô hãy tận hưởng nó đi. Nếu vậy thì tôi mời anh đi ăn nha. Dù gì thì tôi thấy hai ly nước ngọt này nó cũng không phù hợp với anh hùng và mỹ nhân lắm. Đi, tôi mời anh. Anh ta lại dở bài cũ sao? Tìm được người nhiều tiền hơn để dựa vào rồi. Thanh Vân, cô ta đúng là hơi khó đối phó. Nhưng mình không để cho anh ta đạt được mục đích. Cúp ơi, Nam Thiên cũng đã ổn rồi em. Anh Tiến nó giúp cho công ty nhiều việc lắm. Con gái của mình nó giỏi lắm đó. Nhưng mà hình như gần đây chuyện gia đình của nó không được ổn. Anh thấy nó không còn vui vẻ như trước nữa. Anh có lỗi với con nhiều quá, phải không em? Anh đã không lo trọn vẹn cho nó. Anh đã tính hết rồi. Anh sẽ chuyển số cổ phần của anh qua cho Ánh Tuyết. Dù anh không cho em một danh phận rõ ràng, nhưng anh hứa với em,
anh sẽ không để con gái của mình chịu thiệt thòi đâu. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Mình sẽ đường hoàng trở thành cổ đông lớn của Nam Thiên và sẽ từ từ giành lấy Nam Thiên về tay mẹ con mình. Cúc ơi, Cúc, Cúc, em tỉnh rồi hả? Cúc, Cúc ơi, Cúc, em có nghe anh nói gì không? Anh đi. Anh không cần phải làm gì đâu. Em tỉnh rồi. Cúc ơi, em đã tỉnh rồi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi hả mẹ? Mẹ tỉnh lại rồi. Chúc mừng anh, đúng là một kỳ tích. Chị nhà đang dần hồi phục. Có lẽ có điều gì đó đã thôi thúc chị phải tỉnh lại. À, ngày mai á, anh nhớ được chị đến bệnh viện để khám kỹ lại nhé. Cảm ơn bác sĩ. Chào anh. Anh rất vui vì em đã hồi phục tốt. Em có nhớ tại sao mình bị hôn mê không? Muốn gặp lại Bình. Bình cũng bị tai nạn. Cô ấy cũng đang hôn mê chưa có tỉnh. Sức khỏe của cô ấy. Em biết. Sao em biết? Tất cả những gì mọi người nói với em, em nghe được hết. Chỉ là cơ thể của em không muốn tỉnh lại thôi. Vậy là mẹ nhớ hết những gì mình nói sao? Mẹ sẽ cùng mình tiếp tục kế hoạch gian dở. Đăng Khôi, anh ấy chắc sẽ mừng lắm khi nghe thấy tin này. Nếu như giờ anh biết mẹ tỉnh thì anh sẽ ly hôn với mình. Em cứ nằm nghỉ đi. Không, em muốn ngồi dậy. Mẹ, mẹ mới tỉnh dậy, mẹ nghỉ ngơi thêm đi mẹ. Có gì mình nói sao mẹ? Mẹ có chuyện riêng muốn nói với ba con. Nếu không nói được bây giờ, mẹ sẽ không nói được nữa. Thôi, con biết rồi. Bây giờ mẹ không cần sự xuất hiện của con ở đây nữa đúng không? Mẹ từ từ nói chuyện với ba đi. Con chạy đi mua ít đồ tắm bổ cho mẹ. Đúng là mẹ tỉnh một cái là quên hết mọi chuyện à. Không có bắp tiền sao mua đồ. Còn cái điện thoại nữa. Đúng là đản trí mà. Khi em còn ở bệnh viện, giờ thì cô đã về, và anh Nam thì vẫn chưa quên được cô. Sao vậy? Sao lại cứ nằm yên như vậy? Cô phải tỉnh lại đi chứ. Cô đã từng nói rằng cô yêu anh Nam lắm mà. Và anh ấy chỉ yêu một mình cô thôi. Vậy thì tại sao cô không tỉnh lại đi mà cứ nằm yên ở đó? Cô tỉnh lại đi chứ. Và nếu như
cô vẫn giữ được tình yêu của cô dành cho ảnh như hơn 20 năm về trước. Thì cô hãy tỉnh lại đi. Cô tỉnh lại đi chứ. Cô có biết là tôi đã từng rất hận cô, rất ghét cô, muốn cô biến đi mất. Nhưng giờ khi nhìn thấy cô nằm ở đây, tôi không biết cảm xúc của tôi dành cho cô là như thế nào nữa. Tôi biết tôi là người đến sau, nhưng tôi cũng yêu anh Nam rất nhiều. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã yêu tôi, nhưng chính vì cô mà anh không thể đón nhận tình yêu của tôi. Chính vì vậy mà tôi đã rất ích kỷ, tìm cách chia rẽ hai người. Tôi yêu anh Nam đến mức có thể làm mọi cách để giữ anh ấy bên cạnh, giữ cha của hai đứa con tôi. Suốt 20 năm qua, tôi phải đóng vai của một người điên để giữ chân một kẻ si tình. Tôi níu được người, nhưng không giữ được tình yêu. Cô có biết là tôi đã không thể làm mẹ, làm vợ như người khác, bởi vì tình yêu ích kỷ đã khiến tôi đánh mất mình suốt hơn 20 năm dài đằng đẵng. Và khi nhận ra cô trở về, tôi đã cố để cho anh ấy biết rằng tôi không còn nhớ gì đến cô nữa, và cũng không đòi hỏi anh ấy phải đáp lại. Vậy thì cô hãy tỉnh lại đi. Tôi sẽ không tranh giành và níu giữ anh ấy nữa đâu. Hãy tỉnh lại đi. Mình đã quá đau khổ, rất đau khổ vì quá yêu anh. Cô ấy đã chọn im lặng để anh có thể đến với em. Vậy mà em... Cúc à, em mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa có ổn định đâu. Em đừng xúc động quá, hay em cứ nằm nghỉ ngơi đi, rồi mình nói chuyện sau nha em. Không, em đã cố gắng tỉnh lại, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Anh biết vì sao em gặp nạn, đúng không? Phải, là em. Chính em đã muốn cô ta phải biến mất. Lúc đó, khi chiếc xe đang lao tới, em muốn đẩy cô ta ra trước đầu xe. Em muốn giết cô ta để che đi những điều mà em đã lỡ nói ra trong cơn tức giận. Em muốn cô ta phải mãi mãi biến mất trên thế gian này, để anh là của riêng em. Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Cúc à, em đang nói những lời này là do em chưa thật sự tỉnh táo, có phải không? Không, tất cả đều là sự thật. Em xin lỗi. Anh thất vọng với em lắm đúng không? Em đang có ý định giết người đó Cúc à. Một Thu Cúc hiền lành, cam chịu của anh ngày nào đâu rồi? Đã chết từ 20 năm trước rồi. Từ cái ngày mà trước cổng nhà anh, trước mặt mẹ anh, em đã hỏi anh sẽ chọn ai, em hay là Lệ Bình. Lúc đó anh vẫn cứ lưỡng lự, và em đã nhận ra rằng mình không thể nhu nhược mãi như vậy. Và em phải giành lấy những thứ lẽ ra phải thuộc về em bằng mọi giá. Nam Thiên phải là của em, và em phải là chủ trong căn nhà. Anh là chồng. Em làm như vậy là em chẳng hiểu gì về anh hết. Anh đã không muốn con gái mình chịu thiệt thòi nữa. Anh đã đấu tranh với mẹ bao nhiêu lần để cho mẹ con em. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Sao vậy Cúc? Sao vậy? Tại sao những người tôi yêu thương lại đi tính toán cướp sinh mạng của nhau như vậy? Em xin lỗi. Đã đến nước này, em và Lại Bình thì nằm một chỗ, còn anh thì đã già. Anh đã quyết định anh sẽ nghỉ hưu. Anh sẽ chuyển hết số cổ phần của mình qua cho anh Tuyết. Không, anh Tuyết không phải là con anh. Em mới nói cái gì? Vậy là ở dưới quê em đã có người khác rồi sao? Nó cũng không phải là con em. Con chúng ta đã mất rồi. Em xin lỗi. Chị thấy trong người sao rồi? Con tôi đâu rồi? Con, bác sĩ, làm ơn nói cho tôi biết con tôi hiện giờ đang ở đâu. Chị bình tĩnh lại. Chị bình tĩnh lại. Con bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Bé đã mất từ trong bụng chị rồi. Chúng tôi rất là tiếc. Chị bình tĩnh lại, đừng có xúc động nhiều quá chị ơi. Bác ơi, bây giờ làm thủ tục cho bé này sao đây ạ?
Mẹ bé đã qua đời rồi, không có ai đến nhận bé cả. Viện ta sẽ chăm sóc cho bé một tháng, rồi sau đó chúng ta sẽ làm thủ tục để cho bé vào viện mồ côi nha. À, em xem thử coi có sản phụ nào mà dư sữa, lấy cho bé uống nha. Dạ. Khoan đã. Đứa bé này, bé này là con ai? Là tại sao mẹ lại mất? Tôi có thể cho bé uống sữa được không? Được. Bé này là con của cái chị bị tai nạn hôm trước với chị á. Chị Thanh. Chị Thanh sao? Đứa bé này chắc tôi có thể nuôi bé được không? Tôi với chị Thanh giống như là chị em vậy đó. Làm ơn đi, cho tôi nuôi đứa bé này được không? Được, nhưng mà sẽ làm một số thủ tục nha. Đứa bé, chắc đứa bé đã đói lắm rồi đó. Làm ơn, đưa bé cho tôi. Đưa bé đi. Đau khổ khi mất con của chúng ta. Giờ đứa bé đó lại xuất hiện, giống như một tia sáng còn sót lại để em có thể bám víu vào. Đứa bé con của sản phụ đã mất trên chiếc xe định mệnh đó chính là anh Tuyết. Mẹ đang nói về ai vậy? Đang nói về mình sao? Tại sao em làm chuyện này? Tại sao không nói cho anh biết? Chị quá hận mẹ anh, hận cả nhà anh mà em đã đẩy mọi người vào bi kịch này. Em xin lỗi. Anh biết không, con mẹ anh tôi đã đáng thương lắm. Cái ngày mà em quyết định rời xa anh cũng là ngày mà con nó phải sống trong kỷ luật. Em đã rất nghiêm khắc với nó, bắt nó phải học thiệt giỏi và luôn nhồi nhét vào đầu nó là phải tranh giành cho bằng được Nam Thiên, bởi vì tất cả những thứ đó là phải là của nó. Xin lỗi chị, em quá ích kỷ, chị chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà đẩy con mình đi quá xa như vậy. Em xin lỗi anh. Đừng nói cho con biết sự thật nha anh. Những gì nãy giờ mẹ nói có đúng là sự thật hay không? Tại sao mẹ lại giấu tôi? Tại sao mẹ lại không nói cho tôi biết? Tại sao tôi không có cái quyền biết thật sự về thân phận của mình chứ? Mẹ ơi, mẹ nói thật cho con biết đi mẹ. Nãy giờ những gì mẹ nói không đúng là sự thật đúng không mẹ? Chỉ là mẹ sợ khi mà ba đưa hết cổ phần cho con, rồi con sẽ bị người ta hãm hại, con sẽ bị ganh ghét đố kỵ, rồi con sẽ gặp nguy hiểm đúng không mẹ? Nếu như mà sự thật là như vậy, con không cần gì hết mẹ. Con chỉ cần một gia đình hạnh phúc. Giờ con chỉ cần mẹ là mẹ ruột của con suốt cuộc đời này thôi, được không mẹ? Đứa bé đáng thương mất mẹ khi vừa lọt lòng, mẹ cũng vừa mất con của mình. Nghe tiếng khóc khát sữa của con, mẹ đau lòng lắm, mẹ thương lắm nên mới mang con về nuôi. (Cười)
mẹ thương thôi, cho nên mới đem tôi về nuôi hả? Rồi mẹ dạy cho tôi là tôi có một người ba, nhưng mà bị người khác cướp đi. Mẹ nuôi tôi bằng sự ganh ghét, đố kỵ của mẹ. Mẹ bắt tôi phải học thật giỏi, thật ngoan ngoãn để gặp lại ba của tôi. Mẹ coi tôi là một con cờ để lấy lại những gì thuộc về mẹ và người đã bỏ rơi mẹ, đúng không? Mẹ xin lỗi. Mẹ không thương tôi, mẹ không hề hiểu tôi. Tuyết à, không. Tuyết, con bình tĩnh lại đi. Mẹ đừng có đụng vô người tôi. Tôi là một người xấu xa độc ác, tôi không phải là một đứa con gái ngoan hiền dễ thương của ba. Không cần phải nhận sự thương xót từ ba đâu. Ba không quan tâm con là con ruột hay không, cho dù như thế nào ba vẫn yêu thương con mà. Tất cả những tình cảm mẹ dành cho con là thật, là thật. Mẹ đã từng chăm bọng con, ấm bọng con trên tay, chăm con từng giọt sữa. Mẹ yêu con, mẹ yêu con bằng cả trái tim của mẹ. Mẹ thôi đi. Tôi sống trên đời này, tôi phấn đấu đến tận ngày hôm nay cũng chỉ vì tất cả những điều mà tôi đã làm vì mẹ, vì tôi. Và cũng bởi vì tôi yêu mẹ nhiều lắm, mẹ biết không? Tại sao lại nuôi tôi rồi biến tôi thành một đứa con gái thâm hiểm độc ác như vậy chứ? Các người có biết là một chút nữa thôi, cũng vì cái địa vị mà tôi nghĩ vốn dĩ thuộc về mình, là tôi đã rút ống thở của người đàn bà mà bà nói là cướp đi tất cả của mẹ con mình và tiễn bà ta xuống địa ngục, phải không? Các người đã biết là chút xíu nữa thôi tôi giết người rồi không? Ráng em, để nữa anh thấy có người nào đi ngang qua để anh xin tiền muốn mì cho em. Anh ơi, em lạnh quá. Hết lạnh cho em. Xin ít tiền muốn mày cho em nha. Dạ. Coi cô, mấy hôm qua giờ hai tụi con chưa ăn gì hết. Cô cho tụi con xin ít tiền muốn mì cô. Nhưng mà tụi con đói lắm cô. Cô cho tụi con tiền nhiều quá tụi con không dám nhận đâu cô. Con chỉ lấy đủ số tiền để đi mua bánh mì thôi. Tụi con cứ cầm đi, để dành từ từ ăn nữa. Cô cho đó. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Đi mua bánh mì em. Mình có khác gì trẻ mồ côi đâu chứ. Mồ côi nó còn được sống đúng với thân phận, không cha không mẹ. Còn mình thì sao? Bao lâu nay mình đang tranh giành những thứ không phải của mình. Ông trời ơi, con đã làm gì mà phải sống cuộc đời như vậy chứ? Đôi tay này
cũng chính đôi tay này. Còn một chút xíu nữa thôi là đã cướp đi sinh mạng của một người, để giành lấy thân phận không phải là của mình. Có đáng hay không chứ? Cậu đang làm gì vậy? Dạ không có gì. Mấy nhà thầu đưa bạn báo giá, con tính đem vô đây để trong phòng của chú. Khi nào chú khỏe chú vô công ty, sẵn chú coi chú duyệt giùm con luôn. Mà có chú ở đây, thôi chú coi giùm luôn đi. Con không nghĩ chú Hà bằng kịch và bệnh nhanh đến như vậy. Mẹ con Yến cứ than vãn khóc lóc suốt ngày nấu đồ ăn tẩm bổ cho tôi, mà tôi ở nhà với mấy mẹ con nó đó, không bệnh cũng trở thành bệnh thật luôn. Dạ. Dạ con xin phép. Thôi hả con, chiều hôm qua dưới này mưa to lắm, sét đánh trúng mộ của ba con. Cậu nghĩ có chuyện không lành rồi đó. Rồi mộ ba con có sao không? Sét đánh trúng cái bia bể hết rồi con. Con coi về cúng ba con rồi cho thợ làm lại đi, chứ cái chuyện này cậu không có dám làm. Cậu cứ tìm người làm lại bia mộ cho ba con, con sắp xếp hết công việc, con về cúng ba con liền. Mà nè, cái bia trước là Phạm Khoa, còn cái tên thật của ba con là Phạm Văn Khoa. Rồi bây giờ mình ghi sao con? Cứ để là Phạm Khoa đi, xong việc con về liền. Phạm Khoa, Phạm Khôi là ba của nó sao? Cho người theo dõi nhất cử nhất động của thằng Khôi, có gì báo tôi liền. Dạ chị Bình nằm ở phòng này nè chị. Cảm ơn cô, tôi vào một mình được rồi. Dạ. Dặn con rồi, phải cẩn thận, phải chăm sóc mẹ con 24/24.
Coi chừng người ngoài thám hại mẹ con đó. Nội, ở đây là bệnh viện mà, có bảo vệ y tá bác sĩ canh chừng. Nội lo sao quá à. Không có tin người ngoài nào hết á. Nghe lời nội, phải chăm sóc mẹ con kỹ nha. Con biết rồi nội. Chị Bình là chị không có ý tranh giành với tôi. Nhưng mà xem chút nữa tôi đã đẩy chị vào chiếc xe đang lao tới. Cũng chính vì vậy mà ông trời đã khiến cho tôi phải ngã vào chiếc xe đó, chứ không phải là chị. Tôi sai rồi. Tôi đã sai rồi. Cũng vì muốn trả thù bà Minh, trả thù Nam Thiên, cho nên tôi đã bất chấp tất cả. Tôi đã dùng Ánh Tuyết để làm con cờ của mình. Nội, mà chị có biết tội lớn nhất của tôi là gì không? Tôi đã nuôi một đứa trẻ không phải là con của mình, rồi sau đó nhồi nhét vào đầu óc của nó tư tưởng trả thù.